hến món ăn dân dã dạ, xứ huế nếu xứ huế lừng danh với món cơm hến bún hến thì món hến xứ quảng đặc sắc không kém với hến muốn làm món gì trước tiên cũng phải ngâm trong nước sạch hòa với muối hột khoảng một giờ ngâm rồi lại còn rửa đi rửa lại rất nhiều lần sau đó luộc và đãi vỏ còn hến còn có chút xíu nhỏ ơi là nhỏ nước luộc hến đừng bỏ đi ổn lắm nhưng nên để lắng xuống và bỏ phần nước cặn thì còn lẫn cát nước luộc hến hơi đục giống màu của nước vo gạo và rất ngọt. Nước đó thường dùng nấu canh bầu hay canh rau đã ngon mà lại có tác dụng giải nhiệt. Mùa hè mà có nồi canh rau nấu hến thôi khỏi phải bàn. Gặp lúc trời oi nồng, nóng bức, người lữ nữ mệt ngoài, muốn cảm, có được tô cháo hến thật nóng với nhiều hành tiêu thì còn gì sánh bằng. Cháo đi tới đâu, cái ngọt, cái thơm, cái cay theo tới đó và mồ hôi túa ra, người nhẹ và khỏe liền. Cháo hến phải được nấu với nước luộc hến, còn hến được ướp và tao lên Chờ khi hột gạo trong nồi nở lớp bớp thì đổ vô. Mới tuần trước, một người nhà đem cho mấy ký hến, đãi xong chắc còn chừng bãi tám lạng, nhưng chỉ cần bấy nhiêu, tôi đã có thể chế biến được tới mấy món ngon lành. Nước hến nấu canh rau muống, thêm đĩa hến đổ chả trứng thơm lừng. Nếu có thêm rổ rau sống thập cẩm, gặp trúng bánh tráng bình định cuốn, ăn bắt no còn thêm. Mấy người đàn ông có thêm đĩa hến xào xả ớt, nhầm nhi rất khoái khẩu. Còn một thứ mồi nữa làm hơi phức tạp một chút và ngon cũng không thua gì đó là món hến trộn gỏi với mít non cách làm như sau hến ướp gia vị mít luộc lên vắt cho ra ráo nước rồi xé tơi cộng thêm đậu phộng giả dập rau thơm hành phi nước cốt chanh và chén nước mắm đường ớt tỏi dẻo quánh chỉ trộn khi mọi thành viên trong gia đình đã ngồi vào mâm ớt xanh là thứ không thể thiếu trong những món ăn có hến còn bánh tráng mà không có thì vô duyên chết được bánh tráng nướng để xúc hến xào xả ớt và gọi hến trộn mít non còn bánh tráng mỏng để cuốn hến độ chả trứng, rau sống. Hến có tính hàng nên ăn vào người mát khỏe, dễ chịu. Hến là nhiều đạm nhưng ăn không sợ tích mỡ và dễ làm được nhiều món ngon. Hãy thử hình dung một bữa tiệc hến với gọi hến, hến xào xả ớt, hến độ chả trứng và kết thúc bằng tô cháo hến. Mỗi món một hương vị và rất hấp dẫn nên thật khó quên.